Anh cũng phụ bự nè. Anh cũng phụ bự nè. Giờ nó không ăn. Em vừa chạy tới là hắn ghim cá anh vợ luôn á. Vừa tới luôn á. Hết biết cá rô mọi người ơi. Thủy vô đúng con kênh này rồi. Quá trời đánh cá rô. Bao cá dùm. Bao cá dùm lấy hên. Rồi, Di xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người luôn nha, bảo chào mọi người luôn nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại con kênh K1 mọi người ơi. Cái con kênh này thì thuộc ấp Láng Biển, ô xã Láng Biển, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp nha mọi người. Thì lâu lắm rồi mình mới có dịp quay trở lại con kênh này. Nhưng mà hôm nay đi thì con nước nó cũng không được ngon mọi người ơi. Hiện tại giờ con nước đang rất là rồng nha mọi người. Rồng sát quá rồi. Như mọi người thấy nè, thì nước đang rất là rồng nha mọi người, à không, nó bỏ bờ xa lắm, muốn câu á thì phải xuống lội dưới đó. Bây giờ thì mấy anh em mình cũng câu thử dài mấy ụi nè, đợi con nước lớn xíu mọi người ơi, để nó cao lên khoảng cái mực nước mà đen đen đó mọi người, nó cao lên tới đó câu là vừa nha. Nước này chắc khoảng tiếng hơn tiếng đồng hồ nữa sẽ cao lên tới đó nha mọi người. Lúa ở trên đây nè mọi người thì nó cũng mới trổ ra đồng đồng à. Này chắc còn hạt sữa nha. Như vậy chắc cũng còn lâu, chắc khoảng hơn tháng nữa, tháng mấy nữa người ta mới có chín cắt ha mọi người. Cái khu kia là cái đường ngoài đường tỉnh lộ 865 vô mọi người. Khu đó người ta nuôi ếch rất là nhiều đó. Về mồi á thì tiếp tục là dế nha mọi người. Đây, cái câu là lựa mấy con dế như thế này nha. Hạn chế lựa mấy con dế cánh nha mọi người. Dế cánh thì nó hơi ốm. Cần thì đi cần trúc Đà Lạt thì đem theo hai cần trúc Đà Lạt với hai cần carbon mọi người ơi. Lý do là nước nó rồng á bởi vì mình đem theo hai cần này đây, câu những cái ổ mình nó xa nha. Đem thì đem theo một cái kéo cắt, cái kéo này là để dành cắt những cái ổ mọi người, ổ lồng kính đó, mình có cắt ổ á thì mình chui vô đó mình cắt nha, mình câu. Đem theo một cái thùng nữa, thùng mày đựng cá, và đặc biệt là phải đem theo cái xô nước cái phích nước đúng không mọi người, trời này nắng rất là nóng mà phải đem theo nó nữa. Rồi bây giờ thì tranh thủ mình bỏ dài dưới đây mọi người để coi khúc này dài cá làm sao nha, rồi sẵn đợi con nước lớn luôn. Rồi bắt đầu thôi chơi đi, let's go. Bảo, con ếch nó là bảo, ếch em, đang nhấp ếch. Nó nổi, nó bị chẳng nó không, nó. Rồi, nhấp đi. Vậy em có cái phao sao vậy? Lại đi không sao, thả nhẹ nhẹ nha, để nó lặn đó. Nó này nhát. Bỏ về thôi. Ừ, nhấp nhẹ nhẹ đúng, nhấp ngoài lên nó bú à. Nhấp đi. Nhấp cao lên. Kìa, ếch nó không ăn. Úi kìa, nó lắm. Từ. Chưa. Ếch nó bự nha. Đó, gọi lặn vô luôn. Còn. Ếch này nó không ăn. Đó. Đó, đây từ buông ra, dở cao lên, ăn ngay bao. Dở cao lên. Trời ơi kìa. Ui. Đưa cục mồi vô gần cho nó. Nghe cái đầu luôn rồi. Đi, đừng có bỏ cái đầu quá. Hết vừa chán luôn mọi người. Mình nó no rồi. Nó này nó thái.
ơi, chị nấu mang nữa. Để mình mọi người. Rồi lấy cái ra đây, lấy ra đi. Giật hả? Áo nó không được để mình. Hết này cũng hơi nhát ăn rồi. Bây giờ mình đổi lửa bự mình móc nữa luôn không? Mình thường nhắc đó là ăn lên quốc liền đó. Từ nãy nhìn cái cô ăn không ta? Ồ, con ếch đi bụng trong nóc luôn hả không bảo? Không ăn hơi bọt. Cái gì rồi, nó. Để nó chi không? Vậy nó không ăn. Úi cờ. Trời ơi, nó bự ghê. Từ. Ôi, lấy tay nha, lấy tay nha. Bây giờ sao ta? Em chào xuống, em không, không có lên được nói mà. Rồi, nó bám vô cây rồi mà. Đi sao gì? Lên mà. Xe cần em chỉ em nói thôi. Anh nghĩ vô ha. Rồi, vô rồi. Anh nghĩ vô. Vô rồi đó. Vô hết rồi hả? Vô hết tính thôi. Ôi, tính bỏ hả? Ừ. Ủa hết kìa. Cái này ngách nuôi nha mọi người. Trời ơi. Hối hận ngách chưa. Cái này ra chứ cũng lâu rồi quá. Ủa hết kìa. Ôi. Tối là ngách chưa. Hết kìa. Buông ngay. Bụng quá trời bự. Ôi. Rồi thôi, mở ra. Mở luôn hả? Ừ. Tính kiếm cọng dây bột mà không có cọng dây mọi người. Mình để ngồi để đỡ trong đây đi. Ngồi để kiếm có dây cuộc sao. Con đầu tiên là con ếch nè. Ui, cô nhảy bên cái xô luôn. Nạp rồi cho cẩn thận lên đi. Rồi, câu tiếp thôi mọi người. Sao dính đồ sao lại? Từ để coi nó nằm chỗ nào, hạ cá chúng coi. Dính cắn cứng chưa? Mang cái dây coi. Nó nuốt rồi mà không sợ nó xảy. Nhìn cái lưỡi coi. Ừ trời lẹ. Quấn mở ra. Không bao giờ xảy. Trời ơi. Này, đưa anh này. Đưa coi. Cái này không xảy đâu. Ôi nó bỏ xuống nó lụm liền luôn chứ. Bảo lên cá chất lượng mà. Lo nhìn con cá của anh xỉ. Cái nào gớt con ta? Ghi hình được rồi. Chắc cứu rồi. Lưỡi của mình thì khỏi phải bàn nha mọi người. Cá bảo lên vàng tươi luôn. Màu đẹp ha. Rồi nè mở. Tranh thủ vô đi để nó rớt thiệt. Trời ơi đã. Cầu cá nó cả tạo phẩm muốn đưa cầu cục dục luôn. Sao mày đưa vô đây nữa. Có con ếch trong đó mọi người. Mà khó nhấp. Bỏ cần rồi lắm, bây giờ mình bỏ đây mình nhấp cho nó thì hết tay nha. Nó ngã liền luôn. Đồ quá trời. Ăn chưa? Ăn gần rồi. Thôi nè. Đây quá. Rồi đứt rồi. Đứt rồi hả? Đứt rồi. Đứt lưỡi luôn rồi. Quá to. Ồ. Dục lưỡi luôn rồi vậy? Dục dây với đứt gì? Đứt dây rồi. Cục qua chì nằm đây phao rất ngoài rồi. Kiếm gì nó kiếm. Xu ghê mọi người ơi, đứt dây luôn. Chị Bảo, chị câu của Bảo gà quá rồi. Đứt ruột lại cái phao. Mà bỏ đi nó đi rồi. Ví dụ nó nổi lên cũng câu đâu dính lại.
hết nằm ngay đó đó mọi người. Dính vô được rồi. Ủa cái phao sao không dính vô được? Nó vụt cái mà ní, vụt cái chặn đầm trên này đọt rồi. Vụt ở trên cũng có dính vô cái này chứ. Đứt ở giữa thì anh ơi. Thì đây có cục chặn nằm đây nè, nằm đọt không rồi. Thôi hỏi đi. Cái nhỏ đĩa này sao giật ta, cá lóc vừa mới nói sao giật, vừa xảy con ếch lượm con cá lóc mọi người. Cái thùng này, cái thùng đâu bảo lắp cẩn nha mọi người, lắp cẩn nhỏ nó đi mờ mờ rồi rõ nè. Cái lóc nhỏ nè mọi người, cái sao đâu à bảo lóc hả? Rồi mở ra nha mọi người. Gì anh cũng cua bự nè, anh cũng cua bự nè. Đâu con xảy ra lại đâu đi. Nghe cô ủ luôn mọi người. Đó, đã nghe chưa? Trời ơi, cá của anh sĩ mọi người. Đã gì ta? Ủa, cầm đi, cá em mượn cá, anh gửi cá em đi. Cá của anh sĩ nó bự rồi mọi người. Mà chính sao mà để cho nó ra ấy nhiều quá. Miếm lắm quá. Bảo giờ nó tổn luôn rồi, đứt lưỡi, đứt nhợ ra tổn luôn. Xui ghê, con ếch nó bự lắm anh chị. Nó khoảng 8-10 con ếch chọc tiền nó bự đó. Lưỡi sao để cái đứt luôn rồi. Đây nhợ. Thôi để đây ngâm đi. Bao cá dần, chị. Ôi trời. Cá nè, cá bự rồi. Cá dính mép, dính mép. em vừa chạy tới là hắn vô cá anh vợ luôn á, vừa tới luôn á, hết biết con cá rô mọi người ơi, chỉ vô đúng con kênh này rồi. Qua trời đàn cá rô. Bao cá dùm, bao cá dùm lấy hên. Thôi cái đầu nó bị gù sao cá rô rồi vú nè. Tranh thủ mở đi bao ơi, hết biết cá rô này, cá rô vuông, cá này lai cá đầu vuông. Rồi, tiếp tục mọi người. Lọc lá nữa bảo ơi. Quá nhiều lọc lá. Ui, trên này hư rồi. Quá nhiều lọc. Quá nhiều. Quá rồi mọi người ơi. Chính đóng luôn. Còn nữa không? Bên chỉ còn cái nào? Chỉ còn cái nào? Cứng ăn được nè. Cái này nó hơi dập đây rồi mọi người. Cái này có vẻ nó rụng này bữa hay bữa rồi. Có hai cái này là mới nè. Thấy gì không? Ngày cho đó không? Ừ. Thấy em chưa cầm kịp. Cái này rụng cũng 2-3 ngày. Cái trái này mềm quá, thúi rồi. Thúi còn được bên nè.
Thôi bỏ bịch. Có bịch đó không anh trai? Hồi nay bảo chỉ dột hết rồi phải không? Rồi đi kiếm cái bịch để đựng vô mọi người. Lượm con cây vừa. Đây coi, 2, 4, 7 trái hả? 7 trái. Cây lượm 7 trái. Ôi nặng. Này có 2 kg nha. Ờ nè nè cầm lấy máy xem. Máy xem đi. Ôi ôi cái ăn cá nè mọi người. Cá gì mà bảo anh vậy? Cái ăn như chơi vẫn chơi vậy. Ôi nó lo gì bảo không chịu giật mọi người. Đâu á nó vướng vô cái ôi cá đẹp hết biết luôn. Kêu giật mới giật. Không kịp mở máy luôn. Không biết gì con cá lo như tên trong phim. Vẫn chơi tưởng cá nhỏ. Nhỏ gì cá lo phao từ đi như tàu lượn luôn mà. Biết sao nó đi mà em không biết không? Nó dưới như cái cọng dây này nè. Em tưởng gió không à. Điền mất. Gió gì? Điền nha. Ủa. Trúng khu rồi nha mọi người. Cái chỗ này nước nó hơi sâu sâu lớn nên câu được á. Ghê vậy. Rồi tranh thủ ơi. Hồi tao ké nó. Ý, con cá ốc. Bỏ nó không xuống ta. Rồi rồi. Lôi lôi cái nhỏ lôi mọi người. Trời vẫn còn ăn. Cái nhỏ nhỏ này giật khó lắm mọi người. Bỏ ra đây kìa. Tim đi ta. Nhỏ ở trên bờ. Không cái dính dính thôi mà. Nhỏ. Ý, trời ơi. Này xíu à. Bỏ luôn. Giờ đi về mọi người. Đi về anh chị ơi, về 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 mọi người, đi rút nè, đi rút về, nước cạn rồi mọi người, nước nãy lớn lên giờ cạn quá cạn rồi, đi chạy xe lên về nè, về tổng kết cho mọi người xem. Lấy cụ bình ra đổ, đổ nước vô cho nó sạch cái cá nữa. Mà. Thế gì chừng hết bay ra nhà. Một lươn sầu còn có miếng nữa à? Sao chế ở tầng sau á? Ngớt luôn nước mà. Nóng quá. Được rồi, dữ vậy. Lấy bình ra luôn. Mấy anh em mình về tới nhà nha mọi người. Trời nay rất là nóng. Nói chung là ở đâu cũng nóng mọi người ơi, chứ không phải riêng ở đây. Đi câu một phần nóng một phần nước cạn quá câu không được thì mấy em về sớm. Với lại hôm nay cứ như đây cũng đủ cá mọi người. Đủ cá thì mấy anh em mình về thôi. Chứ không có đeo xiết mà câu quá nhiều nha. Đổ ra. Cầm hết riêng ra nha Bảo để nhảy cái bụp. Nhảy á, đi lên sĩ à. Nhảy đi, không nhảy đâu. Còn nó nuôi vườn heo nhắn nó. Hết nuôi mà. Vô khác đó bảo. Trời ơi, con cá rô hai cái này. Trời ơi, chết hết số rồi. Cá lóc chết luôn gì trời? Chết rồi, sẵn sàng chết rồi. Cá lóc chịu không nổi luôn à. Nóng quá mà. Hôm nay đi câu thì cũng không
nó nhiều không nhiều mọi người ơi, nhưng về đủ rồi nha, được 1, 2, 3, 4 cá rô mề mọi người với về cá rô nhỏ đó, về được một con ếch nè, ếch nái này, ếch nuôi nha, quá bự luôn này ha, sẽ con ếch nhỏ hơn này một chút, nhưng con ếch cỡ phần nửa này mọi người lụm được mới xài nè mọi người, toàn là xào chín cây không nha, mấy trái này là mới rụng nè, 1, 2, 3 trái mới rụng nè, trái này thì nó rụng chắc hôm qua, còn hai trái này là nó rụng lâu, rụng cho khoảng 2 ngày rồi đó. Rồi bây giờ thì bắt đầu làm món thôi mọi người ơi, rồi ăn sơn đó rồi đó, đi làm món. Rồi mọi người ơi, thì hôm nay mời mọi người dùng cơm với mấy anh em mình cá rô trứng kho khô nha, rồi miếng nước này nước cá kho để mình chấm rau, thì rau rang luộc với bầu luộc mọi người, còn này cá rô chiên thì hãy chấm nước mắm làm, rau này cũng chấm mắm làm cũng được, là xét thì là xoài chín cây nha, xoài nãy mình lụm mọi người, rồi mời mọi người dùng cơm với mấy anh em mình nha. Sĩ chấm được không? Được. Anh xảy trước con cá rô trứng nè. Rồi. Khá một đầu luôn á. Đầu trứng kìa. Mời người ăn trứng nha. Bảo thử con cá rô trứng luôn. Còn cá rô trứng rô chiên. Mọi người ăn cá rô chiên luôn nha. Cá này thì trứng luôn. Nó còn mập đó mọi người. Để mình nói chung ăn thử trứng, cái mình cũng thử cái trứng nha mọi người. Nói chung trứng cá rô ăn rất là béo mọi người ơi. Béo ghê. Lâu lắm rồi mới ăn rau rang luộc không mọi người. Bên đó nước đầy đầy chút con ha. Giang đây mưa rồi xuống là khỏe rồi đó. Rau lan này là ở anh Sĩ á, anh đi làm mà anh thấy anh hái luôn mọi người.
mưa câu cực các bạn. Xuống máy bể không? Đúng rồi, mưa thì nó câu hơi cực, nhưng mà cá nó nhiều. Cái gì? Nhưng cá nó mập mà mọi người, ăn uống rồi nó phong phú. Bảo làm nước chấm chua chua ngon quá ha. Yeah. Bảo anh sẽ làm. Bảo anh, món này làm được. Ăn, ăn xong lai xét xoài á, thì nó ngon nha mọi người. Tại vì xoài chín cây này nó ngọt lắm. Hôm nay dự đoán là Bảo làm nhiêu chén Bảo? Không biết nữa. Không biết nữa. Nói chục gì rồi ơi. Nó nửa chục à, nửa thôi, không nhiều đâu. Nửa chục thì yếu à. Nửa chục là 5 chén ha. Thôi, gán ăn mạnh đồ ăn vô đi. Để hồi nó mới dư rồi ạ. Con số mình chừa là chị vô mọi người. Cá không phải chừa là chị rồi. Thiết là không có hậu đây ha. Có hậu đây nữa thì nó sẽ vui ha. Nấu nồi cháo. Làm gì ăn nửa nồi, nó ăn hết nửa nồi. Ăn mấy con cá rê à. Cá rô, cá lóc nữa. Bữa cái nồi cháo khuya ăn đã ha. Chuyện bảo còn béo ghê quá. Rồi video mình kết thúc tại đây mọi người ơi. Thanh Thủ dùng bữa cơm xong rồi cái mấy anh em đi cắm câu nữa. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Rồi, bye bye mọi người. Bye mọi người.